các em xem nhìn nhé. Đây là con gì? Đây là con gấu. Con gấu. Con gấu. Tiếng Anh gọi là bear. 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 Các em xem hình nhé. Đây là con gì? Đây là con ngựa vằn. Ngựa vằn. Ngựa vằn. Trong tiếng Anh được gọi là zebra. 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 Các em xem hình nhé. Đây là con gì? Đây là hươu cao cổ. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ. Trong tiếng Anh được gọi là giraffe. 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 Các em xem hình nhé. Đây là con gì? Đây là con gà tây. Gà tây. Gà tây. Trong tiếng Anh được gọi là turkey. 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 Đây là con gà tây. Các em xem hình nhé. Đây là con gì? Đây là con lười. Con lười. Con lười. Trong tiếng Anh được gọi là sloth. 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 Đây là con lười. Các em xem hình nhé. Đây là con gì? Đây là tôm hùm Alaska. Tôm hùm Alaska. Tôm hùm Alaska. Trong tiếng Anh được gọi là Alaska lobster. Alaska lobster. Alaska lobster. Các em xem hình nhé. Đây là con gì? Đây là con kiến ba khoang. Kiến ba khoang. Kiến ba khoang. Trong tiếng Anh được đọc là and three cavities. And three cavities. Các em xem hình nhé. Đây là con gì? Đây là con chuột. Con chuột. Con chuột. Trong tiếng Anh được đọc là mouse. 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 Các em xem hình nhé. Đây là con gì?
Đây là con lừa. Con lừa. Con lừa. Trong tiếng Anh được gọi là Donkey. 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 Các em xem hình nhé. Đây là con gì? Đây là con vịt. Con vịt. Con vịt. Tiếng Anh gọi là Duck. 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 Các em xem hình nhé. Đây là con gì? Đây là con hổ. Con hổ. Con hổ. Trong tiếng Anh được đọc là Tiger. 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 Các em xem hình nhé. Đây là con gì? Đây là con cá heo. Cá heo. Cá heo. Trong tiếng Anh được gọi là Dolphin. 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 Các em xem hình nhé. Đây là con gì? Đây là con chim sáo. Chim sáo. Chim sáo. Trong tiếng Anh được phát âm là Starling. 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 Đây. Các em xem hình nhé. Đây là con gì? Đây là con quạ. Con quạ. Con quạ. Trong tiếng Anh được phát âm là Raven. 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 Các em xem hình nhé. Đây là con gì? Đây là con tuần lộc. Tuần lộc. Tuần lộc. Trong tiếng Anh được gọi là Reindeer. 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 Các em xem hình nhé. Đây là con gì? Đây là con chim sáo. Chim sáo. Chim sáo. Trong tiếng Anh được phát âm là Starling. 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 Đây. Các em xem hình nhé. Đây là con gì? Đây là con nhện. Con nhện. Con nhện.
trong tiếng Anh được gọi là Spider. Spider. Spider.